Xin kính thưa tất cả ông bà cô bác, anh chị em của mình, tha phương gần xa hay là quý khách tha phương, ở đâu cũng vậy hết. Thì đáng lẽ thì bần sĩ vô danh niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật để quý vị nghe được biết, đó là lời chào của tất cả khách rất là cao cả của mình, là ông cha mẹ hay là tiền bối của mình. Nhưng mà bây giờ thầy xin có lời chào quý vị, rồi thầy xin niệm Phật sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa rồi cũng có xin kính thưa quý vị tặng cho quý vị một bài Ai Được Lên Đỏ. Thì bây giờ tiếp tục phần 2. Phần 2, ai là một người được lên đỏ, ai là người chưa lên? Thì bần sĩ xin kính thưa quý vị, thiết tha đôi lời để nhắn nhủ anh em của mình và cùng ráng cố gắng đồng chung hiệp lực để lo tu tâm dưỡng tánh. Rốt ráo phải liền tức khắc để không kịp cái máy thuyên cơ tần hoàng này Thượng Đế đang xây chuyển, mà bánh xe của thiên cơ đang quay quần bánh xe của trời đất. Nếu mình chậm thì cán nát, mà mình lẹ làng tránh, mình lẹ làng tu, lẹ làng sám hối, lẹ làng bất cứ một việc gì sẽ tháo gỡ bỏ hết tất cả, không để vào tâm của mình nữa, không để nhập tâm, để cái tâm an là cái tâm rảnh rang, cái tâm hòa với tất cả các đấng thiên liêng, trời người, trời trên, trời Phật, thì mình mới còn. Còn nếu mình chậm thì mình sẽ bị lao dùi mất mát. Coi gì chứ khó mà lên một chiếc thuyền để trở về nơi Tây Phương Cực Lạc. Xin kính thưa tất cả quý vị anh em, có nhiều vị nó lên đò mà không gọi là chiếc đò, chứ đó là một chiếc thuyền. Mà trong người của mình, chính mình là một cái chiếc thuyền na. Còn thầy tổ của mình, các ông thì một chiếc thuyền đại đạo bồ đề để rước đưa tất cả chúng sanh vượt qua cái bến khổ trần này để trở về nơi bờ giác. Thì lên đò có nghĩa là ngồi thuyền đó quý vị, phải ngồi cho vững chắc, cho bình an, cho yên lặng, phải siêng năng. Cái dục thể mình nó không thể cho mình được, vì chính một con tinh chín lỗ, nói phần trên hai lỗ tai, hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng đài tiểu, đúng Đức Phật nói mình, nếu không lo tu nó trở lại thành con tinh ma chín lỗ. Đó, thấy chưa? Cho nên hôm nay đó thì mình phải ráng cố gắng, mình gìn đạo lý không phải dễ. Nói tu là tu không phải đâu, mà ngược lại ngay bây giờ mình phải xài theo đường lối mới của Đức Phật. Chứ không lè ngàn, không đợi phải cúng bái lại dài dài, mỗi đêm, hai đêm, ba đêm, bốn đêm, tức khắc khai ngộ, có nghĩa là tức khắc giảng sinh, tức khắc để mình giải thoát. Vậy thì ông lão sẽ nói gì với tất cả quý vị trong khi chiếc đò ông đã đưa người khách đó để qua bể, người khách đó lên thuyền rồi đó quý vị, đang ngồi chỉnh tề, đang ngồi trang hoàng, đang ngồi thẳng lưng, đang ngồi điềm nhiên để tìm phương hướng mình đã đạt thành chánh quả để lùi bước. Thì còn bần sĩ, chứ không có nói là bao năm tháng, tất cả các anh em, cô bác, các vị, để đưa bần sĩ nói là bây giờ Đức Thầy, bần sĩ vô danh, không có Đức Thầy. Đức Thầy là Đức Quỳnh Giáo Chủ, còn Phật Thầy là Phật Thầy Tây An, còn bần sĩ, bần sĩ là bần sĩ, nhưng bần sĩ rao giảng. Bần sĩ vô danh tá bút trần,
xuống miền hạ giới để khuyên dân. Dù bao gian khổ thân không ngại, mong cứu nhân quần đắc đạo nhân. Như thế thì mong tất cả các vị trong tôn giáo và tất cả đạo giáo trong buổi hành trì bần sĩ đã nói ra như thế thì quỳ xin sám hối sự lỗi lầm, sự sai lầm, sự hiểu lầm đó như thế. Chứ bần sĩ không phải là Phật thầy mà không phải là Đức thầy, là một bần sĩ có tu nhiều đời kiếp thì bần sĩ đã trở lại rồi, trở về rồi, nhưng được tất cả các đấng đại từ đại bi, các ngài tiền bối và lĩnh thượng đế Đức Mẹ cho bần sĩ xuống một lần này, lần cuối cùng của đời mạt hạ, để khuyến luận giảng tri ra để mà dịch diệt. Thì tất cả các vị thấy chỉ Đức Phật thầy ho một tiếng thôi, trong cái ho của thầy tạc giọng ra nó xài cỡ 100 đời 100 năm chưa hết những cái phép pháp của ngài nữa. Còn nói về chư Phật là 1 triệu ức ngàn năm cũng không hết, đừng có nói là của Đức Phật thầy Tây An hay là Đức Huỳnh Giáo Chủ hay là của ai này cái nọ, đó không có của ai hết. Vì chính của ngài đó, của ngài là của Phật, của tiên, của thánh, của trời đất đó quý vị, chứ không của ai hết. Người ta đã khóa quá độ, người ta đã hiện độ, người ta đã sống trong cái quốc độ của người ta. Đó vậy thì mình là một hạt bụi hạt cát, nhưng bần sĩ sẽ xin kính thưa cùng quý vị, Đức Phật thầy, Đức thầy của chúng ta đầu đội dây mang, họ ở nơi cái khung trời nào mình cũng chưa có biết, nơi cõi nào mình chưa biết gì, mình chưa về, hoặc là như là bần sĩ đã về rồi nhưng mờ ám còn phải xuống đây nữa để làm công chuyện, để giúp đỡ bà con, để tu bổ lại. Khi mình khuyết chưa được đầy đủ đức độ thì phải tu tiếp. Như thế thì bần sĩ cũng không biết được tất cả các ngài, nhưng các ngài đã chỉ ho một tiếng, chỉ kêu một tiếng thôi thì bần sĩ xuống đây nay là bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp đời rồi đó quý vị. Vì lẽ đó cho nên hôm nay nói văn xuông nhiều hơn trong một cái quyển đoạn 2 của bần sĩ đã rao giảng. Nhưng mà đó là lão ông. Tại sao mới nói bần sĩ đây mà bây giờ lão ông? Thì bần sĩ đã tắt tiếng nói của bần sĩ thì có các ngài đã ứng chiến, vì các ngài đã muôn phép, có nghĩa là thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên, không lường tri được. Mà không nói là điện, điển của ai, không có điển gì trơn trọi á nha. Hãy con của trời là của trời, trong mái nhà của trời đất, người trên trời cha, mình trời con, mình là trời người. Chư Phật, tất cả các vị Phật cũng phàm, ta đã thành rồi mình cũng sắp thành như Phật, đâu có gì đâu. Nhưng mình làm không được, và bước tiến của mình bị chậm chạp, cái khổ nguy của mình đã nằm ẩm, mình không thể vỡ được, mình không thể xa được, cách được, thấy đó mà bước ra không được, chứ không có gì lạ hết. Thì bây giờ thiết tha cũng kêu gọi tất cả quý vị, đây là bần sĩ vô danh để nói ra một câu nói sau cùng, kính chúc lành hết tất cả anh em bốn phương, năm châu bốn bể. Có gọi thì gọi Đức Thầy, Đức Huỳnh Giáo Chủ qua Phật Thầy Tây An. Còn riêng bần sĩ thì bần sĩ ơi, giúp cho tôi, hay là tiên ông đạo trưởng, hay là tất cả các lão. Còn riêng bần sĩ không có ra gì đâu, không có đứng tấm vách tường nào mà dựa, mà tựa ở chỗ nào hết tất cả các vị anh em. Bữa nay nói văn xuông nhiều hơn để xin kính mong cầu bá gia bá tánh tha thứ tội lỗi muôn trùng trăm phương ngàn sự.
mà bần sĩ có nhiều vị để đưa lên. Kêu thầy, bần sĩ, đức thầy, chứ bần sĩ đâu có tự xưng ta là đức thầy, ta là Phật thầy. Xin kính thưa quý vị, các ngài ở đâu á, không có, bần sĩ cũng không biết nữa đó. Như thế thì bây giờ đó, tuổi đã già rồi, muốn tâm sự với quý vị nhưng đâu có làm sao tâm sự được, muốn nói gì cũng không nói gì được nữa hết. Mà hình như là cũng do nên trên trời cao đất rộng, Phật pháp bao la, chuyển biến cho bần sĩ đừng nói nữa. Nhưng cũng lâu lâu nhớ quý vị, cũng nhắc sơ qua mấy lượt để coi tất cả các vị nghĩ như thế nào về việc tu đạo của mình. Anh em cô bác ơi, đồng bào ơi, chúng sanh ơi, bốn biển năm châu ơi, ráng mà làm cách nào để vượt qua cho khỏi bờ bên khổ, để mà động lòng trời Phật đem mình về nơi phương lộ yên nhiên. Đọc xong kinh thì lào thuộc liên miên, mà trích lục lại bạn chưa hiền còn ác cảm. Thế ông đừng nghĩ lại mình bận cái áo đằng trước đằng sau nhưng có bụi đen nó bám, thì cũng nhờ các bạn đi gần họ chỉ rõ cho mình tại sao còn rầy rầy, còn giả dạng nghinh nghinh, phụ ân nghĩa không nhìn ơn chỉ dần. Cho nên bần sĩ cũng không có buồn đâu, nhưng càng ngày càng tính tấn để lấy ngọc trí ra mài, để cố dấn lại lòng mình. Bụi nguồn tàn chẳng lẽ làm thinh, nói lời lẽ cho đạo mình hiểu rõ. Bần sĩ tu đâu có chuông, đâu có mờ, chẳng có lăng đền, chỉ có bãi cỏ rừng khuya. Tâm sự với ai để rồi khoảnh khúc sớt chia, nói giữ đạo nhưng đạo đã lìa xa mất vàng. Rồi nói với ai nữa, nói với đồng đạo, với tình bè ban. Nhưng bần sĩ không có ở trần này rồi, phân cản nữa làm chi. Đợn kêu cúc hát lâm ly, đợn kêu anh chị nghĩ suy cho tròn, đợn kêu tất cả bà con bần nghèo, bần khải chưa đợn còn không dây. Đợn kêu tớ phải sao thầy, sao là hiện tại chưa xâm dày bên trong. Đợn kêu chỉ ở một lòng, dù cho mà thay đổi chưa ruộng đồng biển khơi. Đợn kêu sắp xé ta tôi, ta thương bá tánh đem lời đợn rau. Đợn kêu thức dậy cho mau, nếu ai mà chậm mà trễ chưa mau trào thay hơi. Đợn kêu khắp hết chớ chân trời, ta đợn mà ai được
chớ sống ở đời là tiếng đàn kêu khắp cả chưa trần miền. Buổi này mà dân dặn rồi ai điên chưa đợn là đơn kêu bần sĩ là ta cơ bần mà rách trá rưới chờ lụa là có đâu đờn kêu rồi khải năm ở châu ta đờn mà ta biết chưa dài chờ dầu tới nơi đờn kêu xưa quá thành thời nào đâu có biết Phật trời là ai đờn kêu cho đến chưa một ngày bây giờ mà phải chịu chưa trắng tay kia cả đàn kêu quên mẹ quên cha quên mồ mà quên má ông bà chưa tổ thiên đàn kêu ham bà chưa kim mờ tiền tới đời mà không biết chưa trời liền phát răng đờn kiểu sao chẳng chưa lòng mà hằng dương buồn mà ngược gió chưa khó khăn chính mình đờn kiểu bần sĩ ăn xin đờn hoài mà đờn mãi chí tình thân thương đờn kiểu đi ngõ mất đường năm châu mà cũng một hội trường mà thôi đừng kêu tại chúng phân ngôi che phe mà rẽ phải đứng ngồi tranh ở danh đờn kiểu chưa hưởng sự không lành từ đây mà sắp ba tới chớ tan tành thay ở phơi đờn kiểu chẳng có nói chơi không dây mà đờn mãi đờn trời ở đâu tiên đờn ở tận chưa rừng ở sâu hay là đờn của rồi bần đâu bớ rồi đờn kêu người mãi vui tươi miền xa mà cũng vậy chưa gần thời giống mở nhau đờn kêu anh chỉ chưa đồng bào có thương mà bần sĩ và ráng máu chưa tỉnh thần đờn kêu trăng tỏ lu dần ta đờn ta khải chưa mấy lần biết không đờn kêu miệng hải mình mong bơm ghe mà không có vắng trong mọi người đờn kêu chết hết chưa từ từ ai còn mà đúng bậc chưa làm mà người thương quân đờn kêu không có gì hơn hiền nhân mà quân tử
chưa khai đờn năm ở châu đờn kiểu thấy sự chớ bất cờ đâu gian nan mà nào ngại chớ dài chờ dầu không mở lo đờn kêu ai có của kho đem ra không kịp mau cho mọi người đờn kêu bằng khải chưa nghe người đặng ta mà đem được chưa phước dư chưa giàu lòng đờn kêu Phật đợi chưa thấy trong lúa ly bạch ngọc mà trống mà không chưa mịt mờ đờn kêu sao chẳng chưa tôn thờ thờ ma mà thờ quỷ chớ quên thờ tổ tông đờn kêu các chỉ các ông các thầy mà các bạn một lòng rồi hay chưa đờn kêu phải bỏ phải chưa sớm chiều mà rảo bước sông thưa chứ tình thần đừng kêu còn phải nhiều lần chúng sanh mà chưa tính mây dần án ngang đờn kêu tích tích chưa tình tan tại sao mà bần si chứ lại mang đơn thầy đơn kêu ai tạo cảnh này tại mình làm khổ chứ canh chày chớ ai đơn kêu phải chịu đau lại gieo gì mà hưởng ở nấy ngày nãy chưa rõ ràng đừng kêu đây thấy kinh hoàng nếu mình mà chưa chịu chứ sắp ba hàng tu ở thân thì thôi bị rổ rổ chưa rần rần bị kẻ quỷ thần mà nó bắt đem mà đi đừng kêu đừng có nghĩ si thế gian muốn xử sự gì tốt đâu đừng kêu bốn biển năm châu mau mau rút lại rồi đổi câu chưa cọc cần đừng kêu chắc bị mây dân thượng thai mà mấy gì chưa mày thằng chưa tao đây nói xàm nói bướng chưa giờ này khinh khi mà không có chưa Phật thầy trời đâu đừng kêu bốn biển năm châu cùng chúng mà đồng chúng chớ đâu có gì đờn kêu máu đó từng khi nếu mà nằm chết thấy thì đau thương đờn kêu muôn sự chưa dạng đường đây rồi mơ thấy chuyện chưa đoạn trường gấp trăm đơn kêu bần sĩ đến thăm đến đâu mà thăm được thầm tâm chưa của người đơn kêu phải ráng vui tươi lập xong mà đại đạo chưa làm mà người trung minh đơn kêu sửa lẽ đặng nhìn nhìn trời mà nhìn Phật
chớ nhìn tình nhìn thương đàn kêu tự mở chớ con đường. Nước nào mà cũng vậy chớ đoạn trường như nhau. Đơn kêu một chúng đồng bào cùng chúng mà ở chốn nơi nào biết không, ở trong gió trụ chưa tâm lòng, ở cùng mà trái đất cứ đào đồng sớt chiên. Đơn kêu quê quán không về, tranh giành một chút sớt chia nội gì, bây giờ gặp phải chia ly đàn kêu sắp tới ly bì ngổn ngang, bây giờ mới khóc mới ở than, sau đây biến đổi da vàng thành đen. Đàn kêu ta nói chưa nhiều ở phen, Phật trời nhiều phép đừng đùa chén ngưng liền. Đặng ta quỳ lấy hoàng thiên, trời cao mà đất rộng chứ nói liền. Sanh ta nam mô lục tự di đà. Đừng kêu mà cô bác chứ chị bà ở đâu. Đừng kêu bần sĩ về tâu tâu qua mà với mẹ đang sầu khổ đau. Ngày nay trở lại chưa động đau, mẹ già mà rơi lệ làm sao ngưng giờ. Đơn kêu bần sĩ mang thơ Tây phương mà cực lạc chờ hiện giờ lâm mở sáng bần hèn. Đơn mái tình tan không dây mà réo vàng nan chưa kêu hoài. Bần nâng đờn mãi ai ở ai. Đơn kêu mà ba tánh trong ngoài tình chưa. Đơn kêu còn báo cơn mưa báo to mà mưa lớn thấy chưa chưa dứt liền. Đơn kêu ai giữ ai hiền, ai trung mà ai liệt chớ biết liền. Từ ở đây có thần ma quỷ bủa dây, mình có thần lực đủ đầy không sao. Có chư thần thánh ngày nào ngự hiền mà hộ giúp không sao an lành. Quỷ ma nó cũng tranh giành, đờn kêu mà hút qua máu hồi tanh mới là đờ. Kiểu quỷ lộng chưa vậy mà mau người mà tu niệm chớ gì đà nó đi. Đờn kêu không sợ sự gì, ta ngồi mà bình tĩnh chứ ta suy ta lường. Bảo ta phải có tình thương từ bi mà học đạo chưa thường thường bên trong. Đơn kêu đắc chỉ tâm lòng mà sao cô bác không mà trong phản hồi. Bây giờ bị nổi bị trôi, đơn kêu thế sự rồi ôi thôi chưa nặng nề. Đơn kêu tu riết đắng về, ở chi mà trần hạ chớ bến mê lấp ba dùi. Sáng buồn tối lại vui, khuya kia mà nhắm ma mắt chớ bùi ngùi.
được không? Đừng kêu ôi hỏi minh mông, khuyên trong mà ba tâm chú ông nghe bằng. Đờn kêu sự việc chưa quá gần, bây giờ còn rõ rõ chưa rần rần chút thôi. Đờn kêu tại đó mình coi, xưa kia bạc béo như vui thấy buồn. Đờn kiểu như thể cái tuồng, hát trưa mà chiều vàng rồi đi xuồng hay đi ghe. Đờn kêu ai biết thì nghe, còn không thì bần sĩ chứ không về đâu ở đâu chứ cơ trời. Nay đã chứng thâu lực thiên mà đã định, chứ ngờ đâu có thường. Đờn kêu chưa thấy nhà vương thì mình chết mất, chứ lấp ba đường có quan. Đờn kêu sửa sáng lên đàn, còn ta sửa sáng dẹp màn vô minh. Sẽ tan màn lưỡi chứ chúng sinh, lưỡi kia mà nó bủa rồi dục tình tham mà lam. Vô minh chúa tại bảo làm, bây giờ ta cử kháng cam chưa khổ sầu. Tu đi nhiều sự chứ dạy dầu, chiến tranh với lũ quỷ đồ đương đầu với ma trời. Đờn kêu cấp cá người ơi, đừng nên có sợ rắn cầu trời Phật tha. Đờn kêu anh chị chú bà ở đâu mà cũng vậy, ở nhà ráng lo. Đờn kêu tai nạn tuy to, nhưng mà mình có nghe, mình lo phước lành thì là nạn ấy tan thành. Còn gieo mà ác thảm chưa quỷ dành ma lôi. Đờn kêu sự thay tớ rồi vẫn ơi ráng tỉnh, chưa rồi ngồi niệm đi. Bây giờ đến việc gian nguy, còn mình mà đến việc từ bi sáng ngời. Đờn kêu mạnh giỏi sống đời, ta lo niệm Phật niệm trời thấu cánh. Ta đâu có giật có dành, đồng lòng ba tánh chỉ anh làm gì. Đợn kêu ôi hỏi chưa từng khi, Nam Phương mà giáo đạo cứu nguy đời tàn. Đợn kêu bị sải bị sàng, nhưng mà ta tốt hình tàn còn nguyên. Đờn kêu anh chị chứ khắp miền bình an mà thanh tịnh, chứ niệm mà liền quan âm. Đờn kêu vay giả điếc câm, từ đây sắp tới âm thầm trao thân. Ráng tu sớm kể chưa chịu cần, tối lo mà niệm thánh chưa niệm thần niệm tiên. Đợn kêu bơ mất bát tiền không sao, mà ta được chứ nói liền về quê. Đợn kêu quỷ lộng chưa cần kề, ma thiền mà đang dục cho bồ đề phải xa. Đờn kêu anh chị chú bà nằm châu bốn bể đâu là một thôi, tại vì mê chức mê ngôi. Lập ba đè mau thận cuốn lôi nhân loài. Đờn kêu sống để mà coi, từ đây sắp tới thiệt thòi trắng tay.
châu nào cũng bị chứ ăn mày. Châu nào mà biết Phật chớ biết ngài giàu sang, chứ châu nào mà lại nghinh ngang, toàn là mưu thẫn phi tan tiêu hồn. Châu nào tích đức chưa được tồn thì là sống sót như biển cồn yên nhiên. Châu nào biết được làm hiền đờn kêu ba tánh nối liền nhữ như. Nước nào cũng có quái hư, nhưng mà nước nào cũng có còn người hiện nhân. Đừng nên lo sợ chớ mất thần, trời trên mà lọc lướt một lần này thôi. Đờn kêu ai chúa ai tôi, ai tịnh ai ngồi mà ai hỡi tồn lai. Tiếng đờn ông lão chứ xưa rồi, ông đờn cho dân chúng chưa miệt mài vẹn thôi. Đờn kêu còn hỡi xa xôi, bây giờ nó tới chứ nó ngồi gần bên. Đờn kêu đừng dụng cung tên, tự nhiên mà chết quá lền bánh canh. Đờn kêu thức trắng chưa làm mà lành, si kim lựng cổ chưa đậu gành ăn nắng. Đờn kêu đừng có cọc cằn giáo đi bỏ lại, chứ mày dân đen thùi. Đờn kêu ngu mũi mới vui, vui vì chút đó rồi bùi ngùi tới nơi. Nằm châu bốn bể kêu trời nói rằng yên lặng, chứ người ơi đừng rầu. Nước nào biết được đôi câu, biết hiền biết thảo chớ biết hầu biết vua. Nước nào không có hơn thua, lo tạo mà cảnh sống mà không bán mua Phật trời. Nước nào yên tĩnh chớ nơi nơi thì là nước ấy Phật trời chứng minh. Nước nào đặt một lòng tin, tin trời tin Phật tin mình thiệt thôi, ngày sau chúa lại phân ngồi. Nước ta có Phật rồi ta ngồi vui tới bây giờ. Bần khai chớ từ từ, đờn kêu tất cả không hư vẫn còn. Đờn kêu thâu đến bà con, đờn kêu ra núi bành non bây giờ giờ. Đờn kêu di là phất cờ đang chờ rắn đợi bên bờ nghe chưa. Đờn kêu ở buổi ban trưa bần khùng mà muốn nói thất thưa dân tình. Dân ơi hãy ráng mà nhìn, đờn kêu đừng có phủ tình ai ai. Đờn kêu xưng bá xưng tài rút mau trở lại, chứ ăn mày ăn ở sinh còn nguyên khối phục nam đình. Sao ta làm chúa tây sinh chưa làm người. Đờn kêu ba tánh vui tươi, vui trong tâm tánh cho người khôn ngoan hiền lành rồi. Chớ mưu toan đừng nên có sợ quỷ càng nảy mây. Ta đầy chiến đấu trong ngoài, ta hầu ta gặp Phật Như Lai hộ trì. Có ma có Phật từng bi, Phật ra đời trước nó thì chưa ra sao. Xin kính thưa quý vị, bài đờn nó cũng hơi dài. Bây giờ trong bài đờn đó có lưu lót một đôi lời bần sĩ sinh, có đôi lời để cùng san sẻ với tất cả anh em của mình. Đừng buồn, đừng lo, đừng sợ gì hết. Sợ cái gì, buồn cái gì, lo cái gì,
thì mình có cha, cha lo cho mình, nói gì trời nói gì mình nghe nấy, có nghĩa là mình là một người dân, mình phải chấp nhận lời của bề trên, có nghĩa là để mình sống, để mình còn, để hy sinh tối cao, mình là người tốt, thấy không? Mình ăn bữa cơm cũng được rồi, có người không có bữa thì mình có thông cảm như vậy, có gì đâu buồn. Hay là mình sợ xa cái bẫy rập tiền này, mình không được giàu đó, không còn nữa đâu. Xin kính thưa quý vị, anh em của mình còn mà không còn, còn với còn chỉ có mà thôi. Đó, như thế thì Phật chuyển trần xây để mình còn, mình thấy được cái cuộc đời sao đẹp quá, không thể lường được. Hết cơn bị cực tới hồi tới nay, chứ không phải về hoài sau quý vị. Đấy không? Hãy có Phật thì có mà. Đó vậy. Thì mong tất cả các vị từ bi, học đạo tốt đẹp, tại gia cư sĩ. Bây giờ quý vị mới thấy là mình, cái gia đình mình là cái tam bảo gia đó quý vị. Tối tụng kinh dần rần hết, cầu nguyện quá chừng mọi người. Người thì ra sân, người thì ở trong nhà này cái nọ ha. Quý vị thấy đâu có cái ngày nào mà mình được tập trung tu như thế này. Mà bây giờ mình tu được như thế này thì mau hết chứ đâu có gì đâu. Được khỏe khoắn nè, tốt đẹp. Thì ở tại nơi chỗ bần sĩ vô danh á, thì có một đêm khuya, chưa phải là khuya lắm, bần sĩ ra ngoài để nhìn, nhưng vô tình là một đêm ấy có một dần trăng quá sáng. Bần sĩ nhìn trăng rồi nói gì dữ trăng, chỉ than dữ trăng, rồi ca tụng, rồi trao dồi. Thì bần sĩ nghe, còn trăng có nghe không vậy hải trăng? Hay tâm của ta, trí của ta là một dần trăng đang sáng, mà tại sao trăng bị gì lấy án lu mờ? Ta nhìn trăng lẩn thẩn lờ thơ, trăng gần khuyết mịt mờ đường lối. Ta tự hỏi tại sao bây giờ là buổi tối, ta không đến sớm chút nữa đi, để rồi khuya mất dần trăng. Ta trả lời lòng chẳng có hằng, khi trăng sáng ta phụ dần trăng không hoàng thay. Bây giờ trăng đã khuyết lu mờ, ta xá bậy vì ta đâu có thấy con đường rồi đi đến nơi đâu. Ngày xưa trăng sáng trên đạo đỉnh đầu, ta không nói tới đôi câu lời gì, nay hối cải ăn nắng nhìn dần trăng sáng lại lòng ghi. Buồn ngày đời sau thấy quá, rồi dần trăng thì lu mờ. Khi trăng sáng đó, bất ngờ ta vui lại bỏ, được đi chơi nè, được đến ngõ đến kia, rủ rèn chơi giỡn canh khuya cũng nhờ trăng sáng, rồi bên kia thấy đường. Nhưng bữa nay trăng lu rồi đó, ta như mất một cái gương, mịt ni mờ đường ngay lối có tận tường. Gì đâu trăng ơi, ta khổ ta sầu, ta nhìn trên ở đỉnh đầu mất trăng. Phải khi đó lòng hằng chóng nở, dễ gì nhìn muôn thở trăng vàng. Trăng ơi, mây án chưa mở sáng đâu còn, mà tia sáng như trăng vàng thở xưa. Trăng ơi, ai đón ai đưa, ai mà giúp mày đỡ, trời bạn trưa hay tối về. Ta phủ bạc
hẳn hề không chối. Phụ dần trăng mất lối, mất đường trăng kia làm tấm băng gương, đêm khuya soi sáng cho dạng đường chúng sanh. Lấy còn phụ thâu canh không ngừng, nhờ trăng kia không tưởng chứ chút nào. Bây giờ trăng khuyết chưa làm sao, trăng ơi đầu đổi chưa trăng nào biết không. Hôm nay thì bần sĩ cũng xin than thở với một dần trăng khi đêm khuya. Ngày xưa thì trăng sáng bao la, bây giờ đã mờ rồi, còn phải nói gì hơn nữa vậy. Than thở buồn để trao đổi với tất cả các vị một ít mà thôi. Bây giờ thì xin tâm sự với dần trăng. Trăng ơi ta thiệt, trăng biết hay không, sáng chói ruộng đồng khắp nơi không tỏa. Này trăng đã bỏ mất hết lu mờ, xưa kia không thờ bỏ quên trăng sáng, thật là cũng đáng cho hời mỗi người. Ngày trước vui tươi biến lụi không có, trăng vàng sáng tỏ lại bỏ đi đâu. Nay mất rồi hầu tìm trăng không thấy, thật là mình quấy xa bầy yêu mà. Không có trăng làm sao mình biết, đường đi bị thiệt tâm tối lu mờ. Thấy trăng không thờ, không chim không ngưỡng, cứ rằng nghĩ tưởng trăng sáng bao la. Thấy kệ vậy mà làm chi nhìn nó, không ngờ sáng tỏ ôi hỡi chứ trong tầm. Nay chúng đã lầm mà dần trăng mất mất, bằng năng ca hát bằng tiếng lô tô, khuyên chị phiên cô trầm trồ chút ít. Thấy rồi xích ta mít mình mất dần trăng, mất tâm trong lòng mất căng mất bàn. Tâm mình pho tạng nó sáng như trăng, tại mình không hằng bây giờ tâm tôi. Nhưng trăng bất thổi sáng hỡi bao là, xin chỉ chú mà nghe đi lời dặn. Lời bần phân cản các bạn nghe hôn, trăng sáng cả bầu bao la thế giới, là mình ôi hỡi có một dần trăng. Mình quên không hằng, không dòm, không ngó, bây giờ trăng bỏ ôi hỡi lu mờ. Tâm trí dại khờ là mình ôi hỡi, ráng đi cùng với bần sĩ xin xin. Anh chị vị tình có tình thì biết, hôm nay chi siết bần sĩ nói giận. Nói cơ lần lần mật trong tính toán, chính mình quà món chính hỏi là trăng. Tại lý không hằng, tại không lo đó, có tâm lại bỏ mở ngõ không tường, bí ngõ chật đường trăng lu rồi khuyết. Trí mình đã tuyệt sao sang bao lần, mình có trăng à mình không đón nhận, bây giờ mình bận trăng mất rồi thôi. Anh chị em ơi đứng ngồi nghe chút, đây là cội phúc ta túc một giờ bần sĩ dạy khờ rồi điên rồi điếc. Nếu ai hiểu biết bằng nói rồi nghe, Phật pháp chở che hiền lương không mất, hay là bệnh tật tâm tanh sang ngời. Bằng nói cái đời nay may rồi biết, nó còn hay tiệt nó mất hay không, đánh ở tấm lòng ngồi trong rồi thấy. Xa vào cầm bấy mình biết hay chưa, sớm nắng
Tối mưa rồi chừa tất cả, bằng nguyện hỷ xạ. Ba tánh chị em ngước mặt lên xem bên rèm Phật đời, bây giờ đã sợ mất mát trăng vàng. Anh chị họ hàng năm châu bốn bể, thấy không có dễ sống hỏi được đâu, bằng nói đôi câu rồi rầu biết mấy. Dần trăng được thấy là tánh là tâm, ráng hỏi âm thầm ráng thầm ráng kinh, đừng để lem dinh bụi các ta thời. Bần sĩ có lời nói chơi chút xíu, ai đánh ai biểu, ai điệu ai ca, ai chú ai bà ai cô ai bác, ai chùa ai chắc sẽ biết hết trơn. Còn mãi tiếng đần đạo bần đang khải, mười phần chết bãi ơi hỏi còn ba. Nói với cô bà chị em đã biết, tai ngơ mắt điếc chi siết ai bi, rạng ánh vậy thì từng ly từng bước, quỷ ma đuổi rượt viết chạy nơi đầu ở chốn. Canh thâu rồi hầu tu tình, mình nên nhá nhịn có bệnh cũng hồi, mình biết đấy thôi tu rồi hết rau, thì về thầy báo với lệnh thương ngài. Bần sĩ ăn mày nói dai nói dẻo, nói thật là khéo, nó méo nói tròn, kính thăm bà con nơi còn chút nữa. Phật trời đóng cửa, dùng lửa đốt thiêu, tiếng gọi bần kêu ít nhiều phải biết, đây rồi chi xiết nhiều đoạn bi ơi. Nói mãi, nói hoài, nói dài, nói gian, nói thôi, người chán, người bỏ đi rồi. Một hồi mình tôi đứng ngồi được ổn, vì căn việc bổn không tốn lời gì, chúc hết vậy thì bà con cô bác. Mùi thơm bát ngát hay là tanh hôi, sự thế kề rồi làm tôi cho Phật thật là không trật. Các bậc hiền hầu anh chị ở đâu rồi âu rồi hiểu, lời này không biểu cố gắng làm theo. Ai khổ ai nghèo ai gieo thì hưởng, ai là huynh trưởng không sướng đâu người. Khổ lắm vui tươi biến lười sao được, quỷ ma đuổi rượt ta bước lên thang. Mong hết đạo tràng bước sang canh tinh, bụi trần đừng dính mình tính rất hay. Máy tạo dần xây kỳ này hết trâu, bần về bần cao với Phật thần tiên. Thế sự phải hiền, phải kiên, phải cử, phải nên gìn giữ chu đáo bên trong. Ta chỉ tấm lòng sáng trưng ráng khôi, lưỡng nan bất thối đừng dối đừng gian. Tật bệnh phải mang đạo tràng nên nhớ, đừng nên triêu trơ nhắc nhở dùm cho. Có tâm ráng lo lên đò chu đáo, kỳ này bần báo ông đạo kề giai là con số 2. Nam Mô Di Đà Phật. Bữa nay thì cũng có một bài đờn cùng là bài Lô Tô này, thì nó tam hoàng cúc niệm lắm. Xin kính thưa tất cả quý vị. Và nhìn trăng, than thở dưới trăng là tâm mình là một cái dần trăng sáng đó quý vị. Mà mình bỏ, mình không có tính tới, mình không có thèm coi chi nữa, mà đàn trăng rằm 16 nữa sáng bao la, làm con ngựa của mình sáng không thể nói được. Nhưng mình để quá lu mờ tại mình đó quý vị. Cho nên hôm nay anh chị em mình đừng buồn nha, ráng cố gắng tiến đạo và làm cách nào cho được bình minh, cho được bình an tốt đẹp như thế nào. Thì hôm nay bần sĩ xin có đôi lời trao đổi cùng tất cả quý vị. Và quyển 3 ông lão sẽ trao đổi cùng quý vị khi lên đò và chưa lên phải làm sao, và lên đò rồi chừng nào ông bơi đi về nơi tiền cảnh, và người ông được dặn sắp lên đò đó phải làm cách nào để lên, đi mau hay đi chậm, đó đường thẳng hay đường quẹo quanh như sao.
thì ông lão nói rằng quyển 3 có nghĩa là 1, 2, 3 thì kết thúc trong một bài là ai được lên đò. Xin cảm ơn tất cả chư quý vị đạo tâm bằng tín đồ Phật giáo. Nam Mô Di Đà Phật. Bần sĩ vô danh tá bút trần xuống miệng hạ giới để khuyến nhân, dù bao gian khổ thân không ngại, mong cứu nhân quần đắc đạo nhân. Nam Mô Di Đà Phật.